Đối với vũ trụ thì cân bằng là thiên nhân địa. Nếu con người phá phách quá, phá phách cái thế giới này quá, thì đương nhiên là thiên tai bệnh dịch. Thế thì mình là con người là làm chủ cái tạo tác ở cái thế giới này. Vậy thì quy luật thiên nhân địa mà trong đó là con người làm chủ tạo tác, vậy thì nó cũng phải cân bằng. Vậy thì con người làm cái gì thì làm cũng phải cân bằng. Ví dụ như nhổ một cái cây của tạo hóa lên thì mình cũng nên trồng lại một cái cây cho tạo hóa. Còn mình cứ phá rừng xong mình không trồng cây lại thì đương nhiên nó sẽ biến động hệ sinh thái, thì nó không cân bằng nữa. Mà mất cân bằng thì nó sinh ra rất nhiều thứ, bệnh tật, bão gió, lũ lụt, thì cái đấy là chuyện đương nhiên. Hay là cân bằng trong doanh nghiệp thì cân bằng trình độ giữa ông chủ, cấp trung và nhân viên. Nếu mà ông chủ có chiến lược rất là tốt, cấp trung là có khả năng quản lý chiến lược, quản trị chiến lược rất là tốt, nhưng mà nhân viên thì lương thấp, nó không có tính thực thi, thì công ty này là đầu vua voi mà đuôi chuột. Nhưng mà nếu mà công ty mà ông sếp mà ngu, cấp trung giỏi, nhân viên thực thi rất là tốt, thì rõ ràng là cái đầu tàu quá yếu thì cũng chết. Như vậy là bản chất là có 3 cấp: nhân viên, cấp trung và cấp lãnh đạo, nó phải cân bằng. Trong một con người thì là cân bằng thân tâm tuệ. Cân bằng thân tâm tuệ. Đấy. Và trong một cái quy luật sự vật hiện tượng thì nó cũng là nhân duyên quả. Đấy. Có nhân to mà cái duyên kém, tức là cái hạt rất là tốt nhưng mà điều kiện chăm sóc tệ thì không có quả to. Nhưng mà cái nhân nó không có khát vọng. Ví dụ một đứa trẻ con nó không có khát vọng, nhưng mà mình tạo điều kiện hết cỡ cho nó, tức là duyên rất là tốt, thì cũng không lấy đâu mà nó thành công được. Vì quả nó không to được, vì nhân nó tệ, nó không có khát vọng. Đấy, tức là giống như kiểu mình mang con gà ra mình huấn luyện thành con đại bàng, không thể được, nhân nó kém quá. Mặc dù công nghệ huấn luyện là như đại bàng, thậm chí còn kỹ hơn đại bàng. Nhân duyên quả thì nó cũng là một loại cân bằng. Vậy thì mọi người phải hiểu là bất cứ một thời khắc nào chúng ta đều phải tính cân bằng. Rồi, đến quy luật cân bằng. Nhưng mà muốn tiến hóa được thì tạm thời phải mất cân bằng. Mà muốn hạnh phúc ổn định thì phải để cân bằng. Cho nên là phá vỡ sự cân bằng là tiến hóa. Nhưng phá vỡ liên tục thì ức chế tâm. Quân Hoàng đặt câu hỏi: dạ thưa thầy, thầy có thể nói về 4 quy luật của cuộc sống không ạ? Con cảm ơn thầy, chúc thầy cùng ban tổ chức luôn an lạc. Có 5 quy luật. Quy luật đầu tiên là quy luật luân hồi. Tại sao lại phải có quy luật luân hồi? Là hết một vòng thì chúng ta mới đánh giá được cái sự tiến bộ. Tôi lấy ví dụ, nhờ có quy luật luân hồi hết một ngày, trong một ngày mình có cái luân hồi nhé, là sáng xách xe đi làm, tối về ngủ, sáng hôm sau lại xách xe đi làm, tối về lại ngủ, sáng hôm sau lại xách xe đi làm, tối về lại ngủ. Như vậy nó có thể là luân hồi trong một ngày. Và nếu hết một ngày thì thường buổi tối người ta sẽ đúc kết lại bằng cái việc là người ta dành 15 phút người ta thiền. Thiền ở đây thì nó giống như là thiền, mọi người đừng hiểu là thiền là một cái gì đấy phức tạp. Thiền là một quá trình để nhìn lại cái thước phim trong một ngày, cái trải nghiệm của mình trong một ngày. Thế thì mình nhìn lại trong một ngày xem mình đã làm được cái gì. Và nếu mình nhìn lại cái trải nghiệm trong một ngày, một vòng, hết một ngày chu kỳ ấy, thì mình nhớ là sáng nay mình xách xe đi, và chuẩn bị sáng mai mình lại xách xe đi tiếp. Thì trong một ngày hôm nay là quay trở lại một cái vòng luân hồi này, thì mình đã làm được cái gì. Thì mình nhìn lại cái chu kỳ, quay lại cái thước phim, là sáng nay mình gặp ai, mình nói chuyện gì, mình đã làm được cái gì, mình đã gây hại cho ai, mình đã giúp gì cho trí tuệ của mình đã giúp gì cho ai. Thì bắt đầu mình nhìn thấy một ngày của mình. Và nếu hết cái chu kỳ một ngày mà không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì, thì cái ngày đấy là một ngày vô nghĩa. Và có nghĩa là sau này bạn chỉ là người sống nhiều tuổi, chứ không phải là bạn có nhiều trí tuệ. Thì nhờ cái luân hồi mà chúng ta biết tổng kết và đúc kết ra xem là sau một chu kỳ mình làm được cái gì. Và chu kỳ trong một tuần thì cũng có thứ bảy chủ nhật mình nghỉ, xong thứ hai mình lại đi làm, xong thứ bảy chủ nhật mình lại nghỉ, thứ hai mình lại đi làm, thì lại có một cái luân hồi trong một tuần, rồi lại có luân hồi trong một tháng, rồi có luân hồi trong một năm, rồi có luân hồi trong một đời. Thế thì mình phải, và nhờ có cái quy luật luân hồi như vậy
thì bắt đầu mình mới nhìn lại. Vậy thì giống như kiểu thân chung ấm ấy, khi chúng ta chết đi thì toàn bộ cái thước phim của cuộc đời của chúng ta đã được xem lại và chúng ta nhìn lại. Vậy thì thay vì là một đời chúng ta phải xem lại thước phim trải nghiệm của mình một lần, tức là trước lúc chết mình mới ngẫm lại toàn bộ quá trình mình sống, thì tại sao mỗi một ngày mình lại không ngẫm cái quá trình mình sống một ngày và mình sửa mình? Thì có phải là đến một ngày nào đó mà chúng ta hết một cái chu kỳ luân hồi mà chúng ta ngẫm lại cái thước phim trong một ngày thì chúng ta thấy chả có gì phải sửa cả, chúng ta rất là hoan hỉ. Vậy thì mỗi một ngày được sống là một ngày hoan hỉ. Vậy thì lúc chết là chúng ta đạt được cái ngưỡng là gì ạ? Không phải xem lại thước phim cả cuộc đời nữa, bởi vì tôi ngày nào tôi cũng xem, tôi xem kỹ và tôi sửa, thì đâu có gì tôi phải ân hận đâu. Vậy thì từ đấy là mình đúng rồi, cái này gọi là thiền quán. Quán về quá khứ trong một ngày, quán về quá khứ trong một tuần, quán về quá khứ trong một tháng, quán về quá khứ trong một đời, để cuối cùng mình đúc kết ra cái gì? Một là mình phải nợ ân những ai thì mình phải có kế hoạch để trả ơn cho người ta. Mình nợ những cái oán hận, mình gieo oán hận cho ai thì mình phải dùng tâm yêu thương để mình gì ạ? Xoa dịu cái oán hận. Và mình đã học hỏi được điều gì? Và nếu không học hỏi được điều gì thì mình cần phải thay đổi cái gì? Để mình học hỏi được cái điều gì mới để thay đổi cái trí tuệ của mình. Thì cái đấy là quy luật luân hồi. Quy luật thứ hai là quy luật vô thường. Quy luật vô thường là không có cái gì nó sẽ đứng im. Vô là không, thường là ổn định. Không có cái gì là ổn định. Ví dụ như chúng ta nói là thường thường là 5 giờ sáng tôi dậy, thì ý nói là tôi dậy ổn định trong lúc 5 giờ sáng. Hay là thường nghĩa là bạn thường ra khỏi nhà ổn định lúc 7 giờ sáng. Nhưng mà trong cái quy luật vô thường là vô là không, tức là không có cái gì ổn định. Vậy thì có thể ngày hôm qua tôi gặp bạn thì cái tâm của bạn nó rất là tốt với tôi. Nhưng có thể là ngày hôm nay bạn hiểu lầm tôi cái gì đó, thì tâm của bạn nó rất là nghĩ rất xấu về tôi rồi, bạn muốn hại tôi rồi. Vậy thì cái tâm con người nó cũng biến động, cái tuệ con người nó cũng biến động, thân con người nó cũng già dần đi, cái bàn cái ghế nó cũng cũ dần đi, không, cái hơi nước cái hồ nó còn cạn đi mình bốc hơi. Vậy thì chả có cái gì nó giữ nguyên cả. Thế mà con người vô minh thì cứ đòi hỏi mọi thứ nó ổn định, mà trong đó quy luật vô thường nó đương nhiên nó diễn ra. Vậy thì bạn đừng mong cái gì nó ổn định cả, bởi vì nó chả bao giờ ổn định được, nó không có. Thế nhưng mà cái đau khổ lớn nhất của con người không hiểu quy luật vô thường là mọi người cứ đòi hỏi là đòi vui mãi, mà buồn thì cứ đau khổ. Mà rõ ràng chúng ta biết thừa là buồn là một loại cảm xúc, hai hôm sau khi lại hết buồn mà. Thế thì tại sao mình cứ phải ủ ê với một vài cái sự kiện đến mà nó làm cho mình đau buồn? Không cần, tự khắc thời gian nó sẽ qua đi. Vậy thì mình hiểu được quy luật vô thường để mình không kỳ vọng, mình cũng không thất vọng, không, thì mình sẽ sống an yên. Tiếp tục cái quy luật thứ ba là quy luật cân bằng. Đối với vũ trụ thì cân bằng là thiên nhân địa. Nếu con người phá phách quá, phá phách cái thế giới này quá, thì đương nhiên là thiên tai bệnh dịch. Thế thì mình là con người là làm chủ cái tạo tác ở cái thế giới này. Vậy thì quy luật thiên nhân địa mà trong đó là con người làm chủ tạo tác, vậy thì nó cũng phải cân bằng. Vậy thì con người làm cái gì thì làm cũng phải cân bằng. Ví dụ như nhổ một cái cây của tạo hóa lên thì mình cũng nên trồng lại một cái cây cho tạo hóa. Còn mình cứ phá rừng xong mình không trồng cây lại thì đương nhiên nó sẽ biến động hệ sinh thái, thì nó không cân bằng nữa. Mà mất cân bằng thì nó sinh ra rất nhiều thứ, bệnh tật, bão gió, lũ lụt, thì cái đấy là chuyện đương nhiên. Hay là cân bằng trong doanh nghiệp thì cân bằng trình độ giữa ông chủ cấp trung và nhân viên. Nếu mà ông chủ có chiến lược rất là tốt, cấp trung là có khả năng quản lý chiến lược, quản lý và quản trị chiến lược rất là tốt, nhưng mà nhân viên thì lương thấp, nó không có tính thực thi, thì công ty này là đầu voi mà đuôi chuột. Nhưng mà nếu mà công ty mà ông sếp mà ngu, cấp trung giỏi, nhân viên thực thi rất là tốt, thì rõ ràng là cái đầu tàu quá yếu thì cũng chết. Như vậy là bản chất là có 3 cấp: nhân viên, cấp trung và cấp lãnh đạo, nó phải cân bằng. Trong một con người thì là cân bằng thân tâm tuệ. Cân bằng thân tâm tuệ. Đấy. Và
trong một cái quy luật sự vật hiện tượng thì nó cũng là nhân duyên quả. Đấy. Có nhân to mà cái duyên kém, tức là cái hạt rất là tốt nhưng mà điều kiện chăm sóc tệ thì cũng không có quả to. Nhưng mà cái nhân nó không có khát vọng, ví dụ một đứa trẻ con nó không có khát vọng nhưng mà mình tạo điều kiện hết cỡ cho nó, tức là duyên rất là tốt, thì cũng không lấy đâu mà nó thành công được. Cái quả nó không to được, cái nhân nó tệ, nó không có khát vọng. Đấy, tức là giống như kiểu mình mang con gà ra mình huấn luyện thành con đại bàng, nó không thể được, nhân nó kém quá. Mặc dù công nghệ huấn luyện nó như đại bàng, thậm chí còn kỹ hơn đại bàng. Nhân duyên quả thì nó cũng là một loại cân bằng. Vậy thì mọi người phải hiểu là bất cứ một thời khắc nào chúng ta đều phải tính cân bằng, rồi đến quy luật cân bằng. Nhưng mà muốn tiến hóa được thì tạm thời phải mất cân bằng, mà muốn hạnh phúc ổn định thì phải để cân bằng. Cho nên là phá vỡ sự cân bằng là tiến hóa, nhưng phá vỡ liên tục thì ức chế tâm. Đấy, ví dụ thế. Ok, đấy là quy luật thứ ba. Quy luật thứ tư là quy luật nhân quả. Trong cuộc đời này vốn dĩ không có công bằng, trong ngắn hạn không có công bằng, nhưng trong dài hạn nó sẽ công bằng. Vì vậy bạn đừng mong chờ sự công bằng trong ngắn hạn. Ví dụ là bạn tu tập, bạn làm việc tốt, nhưng mà chưa chắc đã cái bạn người mà bạn giúp ấy, họ đã tốt lại với bạn. Nhưng mà bạn nói công bằng ngay là tôi vừa giúp anh xong thì mai anh phải giúp tôi, thì nó không có công bằng đấy. Hay là tôi cho anh vay nợ xong anh chuối của tôi, thì anh bảo là tại sao tôi là người tốt mà nó lại lừa tôi, thì bản chất nó không có cái sự công bằng ngay lập tức như vậy. Nhưng về mặt dài hạn nó có công bằng. Thì vậy nó gọi quy luật nhân quả. Đấy. Và gieo nhân nào thì gặt được quả đó. Gieo yêu thương nhận được yêu thương, gieo thù hận nhận được thù hận, gieo trí tuệ nhận được trí tuệ, cho đi vật chất có khi vật chất lại về. Bản chất nhà đầu tư đấy, cả đời họ không cho đi một đồng vật chất nào, họ không đầu tư mà, cho nên tiền không về, họ chỉ có dùng sức khỏe họ kiếm tiền. Đấy. Cho đi gì à? Hạnh phúc thì bạn hạnh phúc. Đó là nguyên tắc, cứ gieo nhân gì thì gặt quả đó. Gieo hận hận thù thì bạn nhận được hận thù. Gieo trí tuệ thì bạn nhận được trí tuệ. Gieo tiền thì bạn nhận về được tiền. Gieo hạnh phúc thì bạn nhận được hạnh phúc. Bạn gieo cảm xúc tốt cho người khác thì bạn sẽ nhận được cảm xúc tốt. Đấy. Thì là gieo nhân nào thì nhận quả đấy. Thì chúng ta cứ hiểu cái quy luật đấy mình làm thôi. Có làm thì mới có ăn, nó cũng là nhân quả. Không? Còn cái xác định mà không làm mà có ăn thì nó chỉ là tạm thời thôi. Rồi, quy luật hấp dẫn. Nguyên tắc là có hai loại hấp dẫn. Một là hấp dẫn cộng hưởng. Nếu tôi với bạn cùng tầng thì tôi với bạn trao đổi thì nó sẽ rất là vui. Ví dụ như là hai sóng mà cùng tần số thì nó cộng hưởng. Đấy nó cũng là loại hấp dẫn cùng tầng đấy. Ví dụ tôi với ông mà cùng thích máu gái chẳng hạn, thì hai thằng mà rủ đi về hát karaoke ôm thì phê lắm, hai thằng cùng vui mà cộng hưởng ngay, lên đường rất là nhanh. Thì cái đấy nó gọi là hấp dẫn cộng hưởng, vì hai ông nó có cùng tầng bậc. Nhưng cái thứ hai là hấp dẫn điều khiển. Thì nguyên tắc là người đối diện họ thiếu cái gì mà mình trao cho họ cái đó thì mình điều khiển được họ. Ví dụ con gái rất xinh mà lại hám tiền thì mình dùng tiền mình sẽ điều khiển được cô ấy. Một cái người rất giàu mà họ hám danh thì có khi mình nịnh họ thì họ lại đưa tiền cho mình. Một cái người mà họ chỉ thích là gì ạ? An toàn và sức khỏe thì mình trao cho họ cái máy tập, có khi họ lại đưa tiền cho mình. Một cái người mà họ rất thích trí tuệ thì chia sẻ với họ trí tuệ thì có khi họ sẵn sàng họ dành cho mình cái khác. Tương tự như vậy. Vậy thì rõ ràng là có 5 quy luật. Thì chúng ta bám vào quy luật cuộc sống. Tất nhiên nó còn rất rất nhiều các quy luật khác. Đấy. Thế thì có 5 cái quy luật đấy. Về căn bản nó như vậy để mọi người bám vào để thực hiện. Thì cứ đi chuẩn quy luật là thành công nó sẽ đến. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn thực hiện tốt 5 quy luật này ạ.